Trời, Hương Dương, em sao vậy? Hương Dương, em sao vậy Hương Dương? Hương Dương. Trông cô ấy yếu ớt quá, kiểu này chắc trúng gió rồi. Thời tiết bây giờ thay đổi thất thường, dễ bệnh lắm. Hướng Dương, em thấy sao rồi em? Em mệt, tim nhồi, khó thở quá. Hay là anh với chị đưa em đi bệnh viện nha. Ừ, em biết bệnh mình mà, không sao đâu anh. Làm sao đây? Hướng Dương, em sao rồi? Hả? Em thấy trong người sao rồi? Hướng Dương. Nè, đưa Hướng Dương đi bệnh viện đi. Tôi có thằng bạn làm bác sĩ tim mạch đó. Nhưng mà Hướng Dương không chịu, cũng phải để xem thế nào đã chứ. Mạng người quan trọng, để xem thế nào là sao? Em thấy sao? Ê, giờ này làm ăn sao mày? Tao nghe nói thằng Tưởng nó sắp vô một công trình lớn lắm phải không? Tao thì làm mướn chứ làm ăn gì. Kiếp làm mướn, mày biết rồi đó. Bộ mày với thằng Tưởng có chuyện gì hả? Có gì đâu. Làm sao mà thằng Culi dám có gì với ông chủ hả? Sáng nay kêu tao ra có chuyện gì? Tao có cô bạn gái, tính hỏi mày có bệnh tim nào phụ nữ mà không chữa được không? Trời ơi, mày hỏi gì khó gì lên trời. Tốt nhất là phải đến khám, vậy chẩn đoán còn chưa chính xác. Đúng là mấy thằng thợ hồ. Nè, bác sĩ mà họ có nhiêu đó cũng không trả lời được hả? Mày là đồ lãng băm. Liệu hồn như mày, tao sẽ dẹp cái phòng mạch của mày nếu khám không ra bệnh đó. Nè, chiều nay có phòng mạch không? À, chiều mai đi, tao đưa cái cạc cho mày nè. Bây giờ tao có việc phải đi rồi. Đi đi, để tao tính cho. Em ơi, tính tiền. Dạ. Để tao tính cho. Dạ đây anh. Tính đi. Tính đi. Hèn gì quá. Cái thằng. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Đi trước nha. Cảm ơn em tao hộ.